Thi nha chị. À, em quay chị nha. Ồ, nó sống kìa. Hồi đó giờ ăn vỏ thấy con đĩ mẹ luôn à, nó sống đâu có ăn vỏ sống đâu. Trời ơi bà ơi, bà nội nó cào vô cái vỏ sợ chết. Đây nè, đây nè, hai ba con mà. Đấy. Sao chị kêu em gái vậy? Anh thích quá. Chàng đẹp trai bỏ luôn, có đẹp tay luôn, nói chút một chút nha.